Xin chào kính chào quý cô chú các bạn đang xem kênh. Thì sáng sớm hôm nay là thứ 6 ngày 7 tháng 6 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua trên sầu riêng ghi 6 sầu riêng Thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý cô chú các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình đến sầu riêng ghi 6 sầu riêng Thái thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật tất cả có một số là nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị đã xem kênh có quan tâm đến sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị, các bạn, thì tình với sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nha quý bà con. Hiện nay thì do lượng sầu riêng mùa tới lứa đang thu hoạch ở khu vực miền Tây và các khu vực khác thì cũng đang giảm dần. Vì vậy mà dự báo là trong một vài ngày tới thì giá sầu riêng có thể tăng trở lại, tiếp tục tăng thêm. Khu vực miền Tây, huyện đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng Thái là một dao động từ 100 đến 105 ngàn, loại 2 dao động từ 80 đến 82 ngàn, loại 3 hàng C dao động từ 50. Sầu riêng ghi 6 thì loại 1 dao động từ 65 đến 67 ngàn, loại 2 dao động từ 50 đến 52 ngàn. Còn loại 3 hàng C dao động từ 40. Đây là tình hình sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây, huyện đồng bằng sông Cửu Long. Giá này là giá cập nhật tại vựa. Mình xin nhắc lại đây là giá cập nhật tại vựa nha quý bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 3 đến 5 ngàn. Tiếp theo là tình hình sầu riêng tại khu vực miền Đông. Khu vực miền Đông hiện nay thì giá sầu riêng Thái lợi 1 dao động từ 100 đến 105 ngàn, lợi 2 dao động từ 80 đến 82 ngàn, còn lợi 3 hàng C dao động từ 50. Sầu riêng ghi 6 thì lợi 1 dao động từ 65 đến 67 ngàn, lợi 2 dao động từ 50 đến 52 ngàn, còn lợi 3 hàng C dao động từ 40. Đây là tình hình sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái tại khu vực miền Đông. Giá này là giá cập nhật tại vựa. Tiếp theo là tình sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên hiện nay sầu riêng Thái là 1 dao động từ 97 đến 100 ngàn, loại 2 dao động từ 77 đến 80, loại 3 hàng C dao động từ 47 đến 50. Sầu riêng ghi 6 thì loại 1 dao động từ 63 đến 65 ngàn, loại 2 là 50, còn loại 3 hàng C dao động từ 35 ngàn. Đây là tình hình sầu riêng ghi 6, sầu riêng Thái tại khu vực Tây Nguyên. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn,